cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ một thi thể người đàn ông nằm bên lề cao tốc La Sơn, Túy Loan. Chiều ngày 29 tháng 7, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc thi thể người đàn ông được phát hiện nằm bên lề đường cao tốc Cam Lộ, La Sơn, tại km 29, đoạn qua địa bàn xã Hương Lộc, huyện Nam Đông. Nhận định ban đầu, nạn nhân tử vong từ khoảng 2 đến 3 ngày trước, có thể do bị tai nạn giao thông,